đẹp và không có đốm bệnh. Hướng dẫn sử dụng 4 đúng Karyotop 600WG cho tháng thư sòi. Đúng thuốc, Karyotop do công ty Bath Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất, công ty Arita phân phối. Đúng liều lượng 50g trên bình 16 lít hoặc 300g trên 100 lít nước. Đúng lúc, chú ý 5 thời kỳ quan trọng nhất. 1. Nhú cơ gà. 2. Bông từ 10 đến 20cm. 3. Trước nở nhụy. 4. Xuống nhụy. 5. Trái non trứng cá. Đúng cách, phun xương bét nhuyễn. Qua cái chương trình tôi sử dụng xoài á, thì nói chung là tôi sử dụng cũng nhiều năm nay, thì tôi có dùng hàng Karyotop á, thì nói chung cái xử lý gì xài á, thì trước khi tôi là xài tôi nhú cựa gà là tôi tưới đó chuyến đầu tiên, nhưng mà tưới mỗi lần cách nhau khoảng 5 ngày, thì mỗi một ngày 5 ngày á, thì chúng tôi sẽ dù mưa cỡ nào đứa chăng chúng tôi cũng không rửa lại, thì tôi đặt cái hiệu quả chỗ đó. Nhưng mà mình thấy các bà con nông dân mình á, cũng đồng tình với nhau, thì thuốc này cũng là mới có sản xuất đầu tiên mới vừa ra, thì tôi thấy là tưới á, thì tôi thấy là trước khi tưới là cái bầu dưỡng được cái bông đó, là khi nó nhú ra là một tấc hai tấc là chúng ta thấy là tưới nó rồi á, thì nó kích thích của nó cong lên, nó cong lên như cái cùi gài đó, là nó phát triển cái cọng nó đỏ á, còn khi mà nó phát triển cọng đỏ khi nó nở tay xuống á, thì chúng tôi là đúng là 7 ngày sau là chúng tôi phải tưới lại một lần nữa, thì mình thấy cái hiệu quả của nó là nó lên trứng cá rất rất to, là bóng trái. Nói chung là tôi tưới thì tôi thấy cái hiệu quả của nó là bệnh thắng thư á, là rất là sạch sạch bệnh, và đồng thời nó phát triển cái trái măng lớn. Thì tôi thấy như bà con mình ở đây á, thì phải đồng tình để mình dùng cái thuốc này để sử dụng. Cái thuốc Karyotop thì năm vừa rồi tôi cũng có sử dụng để phòng trị cái bệnh thắng thư trên cây xoài, mà đặc biệt nhất là vào cái mùa mưa. Thì tôi nhận thấy là từ mà khi mà xài lú cựa gà là tôi xử lý một lần, và khi cái bông xoài ra được khoảng 20 đến 30 cm là tôi phun một lần thứ hai, và đến khi thứ ba là khi bông xoài mà nó thắng bông và nở nhụy ra gai, là và cái khi bông xoài mà xuống nhụy đậu trứng cá thì tôi phun một lần nữa. Thì đối với cái thuốc Karyotop thì theo tôi nhận thấy là cái làm cho bông xoài nó sáng, là cái bệnh thắng thư là nó rất là sạch, đậu trái tốt. Nói chung là cái thuốc Karyotop này nó có đặc biệt hơn cái những cái thuốc khác, là trong thời gian mà tôi phun là mưa, đối với mưa dầm liên tiếp 5 ngày á, tôi không có phun thuốc rửa mà cái bông xoài vẫn sáng. Nếu mà trời nắng thì tôi 7 ngày phun một lần. Thì tôi năm nay là thực tế là cái vườn xoài tôi đương làm thì tôi cũng áp dụng cái Karyotop để phun phòng trị cái bệnh thắng thư trên cây xoài. Thì tôi vẫn thấy là cái thuốc Karyotop này nó đúng như là cái năm vừa rồi tôi phun xịt cái bệnh thắng thư. Thì tôi nhận thấy là theo cái thuốc Karyotop này là nên sử dụng để phòng trị cái bệnh thắng thư trên cây xoài, nhất là vào mùa mưa thì rất là có hiệu quả. Kính thưa bà con nông dân, như vậy chúng ta thấy rằng để mà kích thích cho cây xoài ra hoa thì bà con cần phải chú ý là từ cái lúc mà bắt đầu mà kích thích ra hoa là cái lúc mà sau cái thu hoạch, thì cái quan trọng nhất là bà con phải kích thích cho cái đọt nó ra đều và tập trung. Sau đó thì bà con sẽ tiến hành là tạo mầm hoa bằng cách là xử lý Bacloburazol. Và cái thời gian mà tạo mầm hoa là tùy theo giống, là xoài cát quả lọc thì khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, còn xoài cát chu là khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Còn sau khi mà chúng ta tạo mầm hoa rồi thì chúng ta tiến hành kích thích trổ hoa, thì bà con có thể dùng các loại hóa chất, thí dụ như là tiore hoặc là nitrat kali. Và cái giai đoạn mà từ cái lúc mà nhú mầm hoa cho đến cái hoa phát triển thì khoảng 1 tháng giai đoạn này, thì bà con chú ý, thì đây là cái giai đoạn nó phát triển cái hoa, thì chúng ta cần phải chú ý phòng ngừa các loại sâu bệnh. Và cái giai đoạn mà đậu trái thì để tăng đậu trái thì chúng ta có thể phun các cái sản phẩm có chứa cái canxi, thì giai đoạn trước khi mà hoa nở khoảng chừng 3-4 ngày, và sau khi nở hoa khoảng 3-4 ngày chúng ta phun lại lần hai để tăng cái sự đậu trái. Thì từ cái lúc đậu trái cho đến lúc trái thu hoạch thì nó sẽ gồm có 3 giai đoạn, trong đó cái giai đoạn đầu là 1 tháng đầu tiên, thì đây là giai đoạn rất là mẫn cảm đến cái sự rụng trái non. Và giai đoạn này thì nó có 3 thời kỳ rụng trái non quan trọng bà con cần chú ý, đó là giai đoạn 7 đến 10 ngày sau khi đậu trái. Giai đoạn này bà con cần chú ý là chúng ta có thể phun cái phân bón lá mà trong đó hàm lượng lân cao để giúp cho cái quá trình phân chia tế bào. Giai đoạn thứ hai là khoảng chừng 2 cho đến 3 tuần, giai đoạn này là nó cũng rụng trái rất là nhiều, và nó do có thể là do thiếu oxy, dioxin,
chúng ta có thể phun các sản phẩm chống rụng trái, có thể là trong đó có thể là có cái NA và giai đoạn rụng trái sinh lý cuối cùng là giai đoạn 4 đến 5 tuần sau khi đậu trái, tức là trái từ bằng ngón tay đến ngón bằng chân cái. Thì sau giai đoạn này thì trái bắt đầu lớn nhanh, thì đây là giai đoạn bà con cần chú ý bón phân với số lượng lớn để đảm bảo cho cái trái nó đạt kích thước tối đa. Thì trong giai đoạn này thì bà con chú ý là trong mùa mưa hay là muốn cho cái trái có cái kích thước nó, cái da nó đẹp, thì bà con có thể áp dụng cái kỹ thuật bao trái. Và trước khi bao trái thì chúng ta nên phun ngừa các loại sâu bệnh. Và cái giai đoạn mà tháng thứ hai là giai đoạn trái phát triển rất nhanh. Bà con chú ý là muốn cái trái đạt được cái kích thước tối đa thì chúng ta cần phải bón phân. Thì giai đoạn này bà con nhớ là chúng ta bón phân cái lượng lớn và cái loại phân là có thể là bón phân NPK có tỷ lệ bằng nhau 1:1:1. Và trong cái tháng thứ ba là giai đoạn khi mà trái đạt kích thước tối đa rồi thì bà con nhớ đây là cái giai đoạn trái nó không có tăng kích thước trái nữa và nó chỉ tăng cái trọng lượng, tăng cái chất lượng trái mà thôi. Do đó thì chúng ta nhớ là tăng cái kali trong giai đoạn này. Và cái công thức phân bà con có thể dùng là 223 và có thể phun thêm nitrat kali để cho cái trái nó được màu nó đẹp và nó ngọt hơn. Tóm lại thì cây xoài là cái cây nó sinh trưởng theo từng thời kỳ khác nhau. Do đó muốn đạt được cái kết quả tốt thì bà con chú ý phải nắm rõ yêu cầu của từng giai đoạn thì chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả tốt được. Chúng tôi chúc bà con đạt được cái kết quả tốt. Xin cảm ơn.